Vâng, tôi vừa mượn một nét giai điệu của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn để chúng ta cùng nghe âm thanh của cây crow này. Vâng, có thể nói là hiếm và rất ít, và những cây đàn mà trong cái phân khúc chi tiêu tiết kiệm lại có âm thanh hay như cây này. Vâng, hay như cây này. Như thế nào nhỉ? Có thể nói rằng là các bạn đã, nếu mua cây đàn này có nghĩa là chúng ta bỏ ra một khoản chi phí ở phân khúc tiết kiệm, hết sức tiết kiệm, và chúng ta đang được dùng âm thanh, đang được sở hữu một cây đàn ở một phân khúc rất là cao, hoặc có thể gấp đến 3 lần tài chính, được phải phân khúc gấp đến 3 lần, tôi muốn nói là 3 lần, tức là ở tầm khoảng những cây đàn 7-80 triệu, và hoàn toàn là như vậy, hoàn toàn là như vậy. Có lẽ tôi không biết nói gì thêm ngoài cái chuyện là một cây đàn âm thanh rất hay, phím rất dễ sử dụng, rất dễ điều khiển, rất dễ tương tác và truyền cảm, và một hình thức rất rất đẹp, và có thể nói là một sự tuyệt vời hoàn hảo trong một cây đàn tiết kiệm. Bây giờ chúng ta cùng nghe 88 phím của cây đàn. Tuyệt vời quá. Chúc mừng bạn nào đó được sở hữu cây đàn này. Trân trọng cảm ơn.